Ok, hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình lại ở đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách chạy. Không phải là thử thách chạy nha mọi người, là con Reaper đang đuổi theo mình. Con quỷ này, người ta đang chào và tới vượt người ta là sao? Cho đi. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có xây xong chuồng nuôi ếch và axolotl thì mình sẽ nuôi chung ở trong này nha mọi người. Như bạn bảo mình nuôi tách ra thì mình đã có lên ý định rồi mọi người à. Nuôi chung là nuôi chung chứ không có nuôi tách ra mọi người ơi. Thì các bạn sợ nó ăn nòng nọc hả? Không đâu, mình nuôi ếch ngoài đây đúng không? Sau đó mình bắt ếch vô chứ không để nòng nọc ở phía trong ha. Như vậy là nó ăn hết của mình thì sao đúng không? Và như bạn để lại gợi ý là anh ơi, anh cho thêm đá phủ rêu lên đi nó sẽ đẹp hơn ấy. Thì mình thấy cũng hợp lý mọi người à. Nhưng mà bây giờ chưa có đá phủ rêu mọi người ơi. Thì mình cùng các bạn qua bên rừng Taiga Mega mọi người để lấy đá phủ rêu cũng như là tìm loot kép, chúng ta bắt axolotl về nha mọi người. Đó là mục đích của tập hôm nay ha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tập trước với số like là 4800 like, sắp lên được 5k like ở tập đó luôn mọi người à. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn và mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn để mình có động lực mình làm tiếp các tập khác cho mọi người xem ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm axolotl nha mọi người, cũng như là mình sẽ thức đêm để coi thử mấy con slime nó có spawn ra không mọi người à. Mình tiêu diệt nó để lấy bột slime mọi người ơi, mình cho mấy con ếch của mình ăn ha. Thì tập này chúng ta đi phiêu lưu nha mọi người chứ không có xây công trình. Thì tập trước mình cũng sinh sản axolotl, các bạn cũng biết mà đúng không? Và con axolotl thì nó lớn luôn rồi mọi người ạ. À. Đây nè, nó to và bá lửa rồi. Trong lúc ợp ấy thì mình có đi vòng vòng mình làm mấy cái cột đèn nè, cũng như là mình có dọn một đống đá vô rương. Đấy nên là thời gian nó trôi nhanh lắm mọi người ơi. Con axolotl nó cũng con Slifer nó cũng lớn luôn mọi người ạ. À. Các bạn cho mình ý kiến là anh ơi, anh làm giáp màu vàng, sau đó ép mẫu rèn gọng xương vô đi, nó sẽ giống như là bộ giáp Ai Cập ở kiểu vậy á. Thì mình không biết là có đúng hay không, thì mình cùng các bạn làm thử nha. Thì trong rương của mình vẫn còn ba cái mẫu rèn nha mọi người. Thì mỗi tập các bạn để lại gợi ý là làm giáp gì cho mình biết ha. Đấy, để mình làm cho mọi người xem luôn. Nếu mà giáp đó được nhiều bạn comment, như là giáp Ai Cập này thì được 3-4 bạn gì đó comment giống mọi người à. Nên là mình sẽ làm theo ha. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái mẫu rèn này lên nha mọi người, để thành 4 mảnh ha. Cái mẫu này là cần netherrack thôi, mình cứ tưởng là cần gạch đá đó luôn. Hết hồn, mình tính chạy vô địa ngục với mọi người. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái mẫu giáp gọng xương này nha mọi người. Mình sẽ nhân lên thành 4 mảnh ha. Đấy, mình đã có 4 mảnh và tốn rất là nhiều kim cương luôn các bạn ơi. Trời ơi, gần hết một stack kim cương của mình rồi. Nhưng mà không sao, kim cương nhiều để mình nâng cấp giáp mà. Sau đó thì mình sẽ chế tạo áo giáp vàng mới ha. Đây là bộ giáp vàng mới nha. Sau đó chúng ta sẽ ép mẫu rèn này vô. À đúng rồi, ép bằng lapis đúng không? Mình sẽ lấy lapis ra nè, lấy 4 cục ha. Không biết là nó có giống giáp của người Ai Cập hay không nữa. Ok, thế là mình đã có bộ giáp vàng trang trí giáp kiểu gọng xương vật liệu là ngọc lưu ly ha. Mặc vô nè. Ôi, tính ra cũng giống với mọi người. Ôi, cũng đẹp ấy. Mình sẽ đứng ngay chỗ nắng nè, các bạn thấy không? Nó chiếu vào rất là đẹp luôn. Thế là mình đã có thêm một mẫu áo giáp ha. Bây giờ mình sẽ treo lên nha. Sau đó thì chúng ta ép lồng kính vô ha. Mình sẽ lấy 2 thủy tinh ra và lấy piston nữa. Ok, thế là mình đã ép block kính vô trang trí giáp nha mọi người. Ui, rất là đẹp luôn. Thế là mình còn hai mẫu rèn nha mọi người, mẫu hơn giả với lại là mẫu kiểu mũi nha. Đấy, là có thể làm được hai bộ giáp nữa ấy. Thì bạn nào muốn mình làm giáp gì nữa thì nhớ để lại comment ở phía dưới ha. Và mình sẽ cho các bạn xem lại ba bộ giáp mới của mình. Ôi, rất là đẹp luôn. Mình thấy cái bộ giáp này đẹp nhất này. Các bạn nào thấy giống mình không? Ok, bây giờ thì mình sẽ đem khoai tây đi nung ăn nha mọi người. Sau đó mình cùng các bạn qua khu rừng Taiga để chúng ta tìm loot kép cũng như là lấy đá phủ rêu về ha. Và tập hôm nay mình tính là đi tìm công trình mới á mọi người. Thì cái công trình đó nó cũng khá là hiếm mọi người ơi. Và công trình đó nó có một cái đĩa nhạc nha, đĩa nhạc mới. Mình vô đó mình tìm đĩa nhạc mới nè, tìm những cái mẫu rèn mới luôn. Mẫu rèn đó cũng không hiếm lắm mọi người ơi. Nghe bảo là tìm dễ dàng lắm. À, có nhiều bạn bảo con chó của mình tên Bin là thùng rác. Mình đặt đại thôi chứ mình đâu có biết nghĩ của Bin là thùng rác đâu. Trời ơi. Nên là các bạn cứ yên tâm, tên Bin này bình thường á, không có sao hết. Ai nói gì kệ, mình thấy bình thường à. Mình sẽ lấy thêm vài cái xô ra nữa mọi người ạ. À. Xô hình như mình cắt ở bên đây mọi người ơi. Mình sẽ bắt 4 con axolotl về và bắt 4 con khác màu nha. Nếu mà trùng màu thì nó không được đẹp cho lắm mọi người ạ. À. Và cái rừng Taiga mình nghĩ là nó sẽ có loot kép mọi người ơi, tại vì bên đó nó dễ có loot kép lắm. Còn ếch thì mình cần phải đi qua khu rừng cây đước trước mọi người ạ, à, để coi thử có slime hay không. À không, rừng cây đước hình như không có slime thì phải á. Slime thì nó ở rừng Sva bình thường mọi người ạ. À. À mà các bạn thấy trên này nó lạ lạ không? Mình có dùng cái tường đá sâu này, mình đặt lên và bỏ lồng đèn lên thì trên này nó sẽ sáng mọi người. Như vậy với quạt nó đỡ spawn ra, các bạn đừng sợ ở trên với quạt spawn ha. Mình đặt lồng đèn hết rồi nên là sáng lắm. Ok, thì mình đã tới được khu rừng cây đước mọi người ạ. À.
Thì tới khu rừng spa bình thường mình nghĩ là sẽ có slime mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi thuyền nha. Ngựa thì mình sẽ để ở đây. Ở phía dưới là mặt trăng hình tròn, ở phía trên là mặt trăng hình vuông. Ủa game. Ok, mình đã tới được khu rừng spa. Và khu rừng spa này có mấy cây khô á mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái kéo, mà cái kéo mình quăng đâu mất tiêu rồi. Ôi chết, mình không có đem cái kéo mọi người à. Đây nè, trong kho đồ của mình không có cái kéo nào luôn. À, cái kéo lần trước mình tỉ lá bị gãy rồi mọi người ha. Trời ơi, bảo sao không thấy cái kéo. Không có kéo thì làm sao lấy được cây khô. Ngủ thì không thấy được slime đúng không. Mình phải thức đêm như vậy nè, slime nó mới spawn ra mọi người ơi. Nếu mà chúng ta ngủ thì slime nó không spawn ra đâu. Hay là phải đợi chăng kiểu bình thường nó mới spawn ra slime ta. Mình nghĩ là vậy á. Ở đây chúng ta có hoa phong lan nè. Ui Reaper. Ây da, em thu hoạch có một tí hoa phong lan mà làm dữ vậy. Thường mấy con slime nó cũng hay spawn gần hồ lắm mọi người. Mình nghĩ là do mặt trăng mọi người ơi. Ủa mặt trăng đâu mất tiêu rồi. Nó mờ quá nên mình không để ý được mặt trăng luôn. Ở đây nè mọi người. Ở đây cũng có mấy con slime nè mọi người. Nhưng mà slime này có 4 chân lận. Slime này rơi ra thuốc súng thôi chứ không phải là rơi bột slime mọi người ạ. Có thể là mình sẽ không ngủ luôn mọi người ạ. Mình đợi mấy con phantom xuất hiện, mình tiêu diệt nó để lấy màng da phantom. Theo yêu cầu của nhiều bạn là lấy màng da phantom chế tạo thuốc rơi chậm, chúng ta xuống cái chỗ của con Warden á thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ở mình thấy hợp lý á mọi người. Và các bạn có những cái mẹo gì hoặc là gợi ý gì cứ để lại comment ở phía dưới, nó sẽ giúp ích cho mình về sau rất là nhiều luôn. Ở đây chúng ta có một cái hồ lava. À không, đây là cổng địa ngục mọi người ạ. Có hai khối vàng luôn. Mình có nên lấy thêm hắc diện thạch khóc không ta? Lấy luôn đi. Chúng ta có thêm cà rốt vàng này, hắc diện thạch. Ôi đầy đồ quá mọi người ạ. Nên bỏ cái gì vậy ta? Bỏ gỗ dư này đi. Mình nghe có tiếng ếch mọi người ơi. Có tiếng ếch ở phía dưới. Hình như là ếch màu cam hay sao ấy. Ếch màu trắng là nó ở khu rừng cái đứa, còn ếch màu cam là nó ở khu rừng spa bình thường như vậy nè mọi người. Đây nè mọi người, con ếch màu cam mọi người ạ. Dễ thương ha. Ếch này chỉ cần chúng ta sinh sản ở trên đồng bằng là khu nhà của mình á là mình có hai loại ếch rồi á mọi người. Thứ quan trọng bây giờ đó chính là bột slime, mà không thấy con slime nào hết. Thôi dẹp, chúng ta sẽ đi qua rừng thông mega nha mọi người. Vậy là trời sáng rồi, thế là không có con slime nào hết mọi người ạ. Mình phải đợi một cái buổi khác mọi người ơi. Cái buổi này do mặt trăng hay sao ấy nên là tụi slime không spawn ra. Chắc là phải đợi kiểu trăng mà nó tròn quá mọi người, nó sáng quắc luôn ấy là tụi slime nó mới spawn ra mọi người ạ. Mình nghĩ là vậy á. Vừa đặt chân tới khu rừng Taiga là có đá này liền. Các bạn thấy ngon chưa? Lấy đá này về trang trí theo yêu cầu của nhiều bạn ha. Ok, mình có được 44 đá phủ rêu rồi này mọi người. Thường mấy cây lút kép nó cũng hay có ở trong khu rừng này lắm. Bên kia là khu rừng Taiga bình thường kìa mọi người. Đây nè, bên nó có cáo ấy. Mà nãy giờ, à cái kia mọi người, cây đổ nguyên kìa, sáng quắc luôn. Nói chung là cây đổ nguyên xuất hiện trong rừng Taiga là không có hiếm đâu mọi người ạ. Đi một hồi là thấy thôi. Ở đây cũng có nè. Ui cả đống luôn. Vậy là cái lút kép nó nằm ở đây mọi người ạ. Mình sẽ đi qua bên đây ha. Lút kép ở phía dưới nó rộng lắm mọi người ơi. Đào thẳng xuống là thấy thôi. Ở đây nè, chúng ta sẽ đào thẳng xuống nha. Và bây giờ mình sẽ đào theo kiểu hai lóc nhưng mà toàn là rễ không à. Ở đây đào một tí có rễ à. Rơi là toàn luôn á nha. Sợ nó có một cái hang rộng ở phía dưới á. Ồ tới này. Ui may quá. Nếu mà mình rơi mấy một lóc nữa là mình chết rồi mọi người ha. Ui tính là đào hai lóc á mọi người. Ủa có kim cương kìa. Mình tính là đào hai lóc cho nó an toàn á mọi người. Nhưng mà do mình dùng xẻng với lại rìu liên tục á, mình thay đổi qua lại á nó hơi phiền phức một tí, nên mình đào một lóc cho nó lẹ luôn. Mém nữa là chết rồi mọi người. Không biết có ai slot không đây. Thấy là cái hang lút kép này khá là rộng á mọi người. Kim cương. Quan trọng là kim cương ha mọi người. Ở đây có hang nước nè. À đây rồi, một em a slot dễ thương. Màu xanh nha mọi người. Tìm thêm ba em nữa. Mới xuống là thấy được Acelot rồi mọi người. Lấy mấy cây này về luôn. Mấy cây này khá là đẹp đó mọi người. Lấy về trang trí. Đói các bạn thấy xuống đây lấy được nhiều cây chưa. Còn cây lá nhỏ giọt nhỏ nữa mọi người à. Mình nghe có tiếng Acelot ở phía trong. Nhưng mà ở phía trong làm sao có nước hay vậy. À ở phía trên này mọi người. Đó. Ở phía trên chắc là có Acelot ấy. Ôi không có mọi người à. Nếu mà có Acelot là nó giết tụi một phát sáng ở đây rồi. Đúng không. Mình thấy có cá hề này. À đây rồi. Cái cây lá nhỏ giọt nhỏ nè mọi người. Ôi nó vỡ luôn kìa.
Ủa, phải có cái kéo mọi người à. Làm sao đây ta? Ôi vai, không có đem cái kéo mọi người ơi. Để y phát sáng các kiểu này. Nhưng mà không có kéo sao lấy đây. Ở phía dưới có kim cương. Ui, cái hang rất là rộng nha. Đấy, cách an toàn xuống phía dưới ha. Ôi, nó lắp chỗ lava này luôn. Ui, kim cương khá là nhiều quá mọi người ạ. Nhưng mà quái vật cũng không có ít gì đâu ha. Em tìm Axolotl anh ơi, đừng bắn em nữa. Ở đây cũng không có Axolotl luôn. Cái cây lá nhỏ giọt nhỏ lấy cũng được. Chỉ lấy được cây lá nhỏ giọt lớn thôi. Quá buồn mọi người ạ. Không lẽ con duy nhất trời. Thôi bắt con cũng được, về sinh sản sao. Ui, kim cương nè mọi người. À, mình thấy hoa bảo tử rồi mọi người hả. Lấy kim cương trước ha. Ui, cả đống ở phía trong nè. Quan trọng là mình đầy đồ lắm rồi. Đợi mình một tí nha, mình sẽ bỏ xương ra nè. Để lượm kim cương. Ui, 3 viên kim cương, nhiều dữ chưa. 2 viên thành 3 viên à. Để mình lên phía trên mình lấy hoa bảo tử đã. Con quỷ này cứ bám theo mình nè. Chết đi. Hoa bào tử này thì dùng tay không lấy được đúng không mọi người. Mình sợ đập vỡ nó uổng lắm. Ui, mình quên là mình đầy đồ mọi người à. Sorry mọi người, không cẩn thận làm rơi xuống hố lava luôn rồi. Mình sẽ bỏ cái gì ta, bỏ cái mũi tên này đi để lấy hoa bào tử. Ui, tí nữa bị đè rồi. Ripper này còn may ấy. Một hoa bào tử là được rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm thêm Axolotl ha. Hướng này có tiềm năng nè mọi người. Ui, mỗi lần xuống hang loot kép là nổi da gà mọi người ạ. Hang đẹp cực kỳ luôn. Không có tiếng con Axolotl luôn. Tiếng Axolotl thì cũng dễ nhận biết lắm mọi người ạ. Nó kêu SS như là con vịt vậy. Ủa, hình như có gì đó sai phải. Hello, sao đi đóng gặp mày vậy. Sla bốn chân. Ủa, nổ ghê chưa. Ờ, à, tại sao mình không. Khoan, mình mới vừa nghe tiếng nước. Đây rồi, đây rồi. Tiếng nước. Thì ra là mấy quỷ cá. Cứ tưởng Axolotl mọi người à. Mình lấy xô mình múc cá hề đã. Về cho Axolotl sinh sản. Lỡ may mà mình bắt được chỉ có hai con Axolotl thôi thì còn sinh sản ra được Axolotl khác ha. Các bạn thấy hợp lý không? Phải tính tới cái vụ này chứ. Rồi bây giờ bắt thêm một con nữa là ok ha. Một con nữa thôi, con màu nào cũng được hết. Về sinh sản ra được con Axolotl cực hiếm nào. Mình đang về lại chỗ cũ mọi người ơi. Ui da, mày nổi dưới nước. Ui, nhiều scare quá. Ây da, để mình quan sát kỹ đó. Axolotl ơi, chỗ này nó hơi tối mọi người, nên là quái vật nó spawn ra hơi bị nhiều á. Ồ, có Axolotl. Nhưng mà cái màu đó mình có rồi. Ôi, mình muốn tìm một con màu khác quá à. Có nên bắt không mọi người? Bây giờ bắt luôn đi ha. Nếu mà mình thấy một con Axolotl màu khác á, mình sẽ thả con này rồi bắt cái con màu kia ha. Mấy cái hồ nước nhỏ nhỏ này mình cũng phải quan sát kỹ luôn. Lỡ mày có ấy. Trời ơi, quá trời quái vật luôn. Ê, ê, sorry, sorry. Ui, lỡ nhìn vô mắt nó mọi người ạ. Một viên thành ba viên. Quá xa đã luôn. Ở phía trong này là hang nước mọi người ạ. Để mình nhìn rõ đã. Ui, một cái hồ to luôn. Hồ to như vậy mà không có con Axolotl nào à. Ây da, tí nữa rơi xuống rồi. Nhưng mà bơi qua đây thì thấy được kim cương mọi người ạ. Hello, bốn chân. Ui, lắm bốn chân vậy. Ok, xử lý được rồi. Xuống đào có viên kim cương mà bị tụi này nó dí ghê quá mọi người ơi. Ui, chúng bánh rồi. Ấy phải vậy chứ, 15 viên kim cương nha. Rất là nhiều luôn. Ơ, à, vẫn còn kim cương kìa. Ủa, tính ra đi tìm Axolotl ấy, chứ không phải đi tìm kim cương mọi người ạ. Nhưng mà thấy kim cương không thể bỏ qua được. Ủa, sao mình leo lên đây? Tự nhiên kim cương nó mọc giữa hồ vậy á. Khốn nạn thiệt. Có một viên à, nhưng mà mình thấy nó nhăn ra thành mấy viên ấy. 18 viên kim cương. Ôi, quá xá đã.
vẫn còn kim cương nha. Ui, thấy gì không mọi người? Sao thế giới này mình gặp mạch khoáng sản nhiều vậy ta? Mình sẽ đi qua hướng này, mình đào thêm một cục kim cương này nữa. Ủa đúng cục à? Biết vậy hồi nãy nói à, mình đi qua hướng này mình sẽ đào thêm 3-4 cục kim cương này nữa. Chắc là nó sẽ cho nhiều. Chứ nói cục nó cho cục thiệt mọi người à. Một cục luôn nha, nó không nhân thành mấy cục luôn. Mình thấy bên đây có hồ nước này. Bây giờ mình sẽ bắt lóc qua. Mình muốn có một con màu vàng hay là màu nâu gì cũng được. Chứ hai con màu xanh có rồi. Màu hồng nữa, mình rất là thích màu hồng nha. Tại vì cái màu hồng là cái màu mặc định của con Axolotl đó mọi người. Đẹp nhất ở trong đó rồi. Ở có đá củi nè. À đá củi đó là do mình dập tắt lava mọi người ạ. Chứ không phải là đun trần. Mình đang đi qua là cái hướng hồi nãy mà mình bắt cái con Axolotl màu xanh đó mọi người. Cái này nè. Không biết là tụi nó có spawn ra lại hay chưa nữa. Để mình kiểm tra lại thử nha. Mình sẽ đi qua hướng này nha mọi người. Nếu mà đi qua hướng này mà đường cùng nữa thì mình sẽ đi về nhà ha. Ui Axolotl hồng nè. Khoan nha, hình như mình vẫn còn nghe tiếng. Ui hai con luôn. Bây giờ mình sẽ đổi Axolotl nha mọi người. Mình sẽ thả em Axolotl này ra. Mình bắt cái em màu hồng này. Tại vì cái em này mình thấy đầu tiên. Đó là mình đã có hai em khác màu rồi nha. Rồi mình sẽ cho hai em này ở đây chơi ha. Vậy là mình đã thành công rồi mọi người. Con màu hồng này nhìn dễ thương nè. Ui dễ thương quá à. Tuyệt vời. Chụp một tấm hình kỷ niệm. Các bạn biết tại sao nhìn mình không? Tại vì mình đang cầm số cá. Ok được rồi. Bây giờ chúng ta đi về nhà thôi mọi người. Không biết trời ngoài kia đã tối hay chưa. Mình sẽ đi tới chỗ này mình đào lên nha. Ui có hang nước luôn. Ok. Bơi thẳng lên cũng được. Ủa cái hang nước này dẫn qua hang lút kép khác mọi người ạ. Ủa sao hang lút kép này nó rộng vậy? Rộng cực kỳ luôn á. Biết đâu qua đây thấy được thêm mấy con Axolotl khác màu. Nhiệm vụ của mình đã kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nhà. Không muốn xuống hang sâu nữa mọi người ạ. Ok cuối cùng cũng lên rồi mọi người. Quá mệt mỏi. Giờ rừng thay ga. Bây giờ mình sẽ bỏ súp đáng ngờ này đi. Bỏ lóc đá này đi. Để cho nó bớt đầy đồ mọi người ạ. Trời hình như là đang giữa trưa. Có thể là nó đang xế chiều hay sao ấy. Bây giờ mình phải đi về lại cái khu rừng spa mọi người ơi. Để canh mấy con slime spawn ra mọi người ạ. Còn về cái tàn tích con đường cuối cùng á mọi người. Là cái tàn tích mới á. Thì mình sẽ để sau nha. Cái đó là dùng câu lệnh để tìm mọi người ơi. Chứ mà mình đi tìm bình thường á là ít khi thấy lắm. Tại vì nó chỉ là một cái mỏm đá bao gồm gốm này. Rồi mấy cái lóc đá linh tinh mọi người à. Đấy nên là khó thấy lắm mọi người ơi. Cái đó gọi là con đường cuối cùng ấy. Dịch ra tiếng Việt là vậy nha. Các bạn có thể vô Minecraft Wiki các bạn tìm thử. Là nó tên như vậy á. Chứ không phải là mình bịa đâu mọi người. Mình đang ở trên núi và trời đang mưa nha mọi người. Thì mình đang tới khu rừng Swamp. Đợi trời tối thì mình sẽ qua bên đây lại ha. Trời tối mà có mưa chắc là có slime ấy mọi người. Hello. Ôi dầm mưa dãi nắng đợi mình. Mình đã trở về nhà rồi đây. Mình đã đem được Axolotl về nhà. Ồ khoan. Hình như hai con Slifer nó bị kẹt thì phải á mọi người. Chỗ đây nó hơi hẹp nha. Bảo sao lần trước cái con kia nó bị kẹt chết. Hình như nó đang đào được hạt giống này. Một hạt sen đã lọc rồi. Thêm một hạt sen đã lọc nữa mọi người ạ. Là có thể sinh sản thêm một con Slifer nữa. Rồi mình đợi nó đào luôn nha. Ui thấy rồi. Nó đã phát hiện ra hạt giống rồi mọi người. Đợi các bạn thấy chưa. Đợi một tí nha. Nó nằm xuống là hiểu đi. Mà vẫn chưa hả. Mình thấy cái mũi của nó hít lên một hơi rồi mà. Đây nè mọi người. Ui mắc rồi. Các bạn vừa thấy hạt đậu nắp ấm không? Nó vừa mắc luôn. Thôi mình để nó như vậy nha mọi người. Nãy giờ mình chưa thấy nó đào. Bây giờ chúng ta làm công việc chính tiếp ha. Thả Axolotl ra và sinh sản Axolotl này. Rồi bây giờ mình sẽ thả hai Axolotl này ra nha. Sau đó mình cho nó sinh sản luôn. Một em hồng và một em xanh. Không biết ra em nào đây. Ui coi nó bơi kìa. Dễ thương cực kỳ luôn. Thế là mình đã có 3 em Axolotl nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho hoa bầu tử lên. Cũng như là lót thêm lóc đá cuội phủ rêu. Với lại lá nhỏ giọt lớn luôn mọi người. Lá nhỏ giọt lớn này là mình cắm ở dưới nước đúng không? Như vậy nè. Ủa không được hả? Mình phải trồng ở phía trên. Như vậy nè. Trồng như vậy á thì mấy con ếch nó nhảy lên được nha mọi người. Hình như là phải trồng ở dưới khối đất mọi người ạ. Như kiểu là một cái chỗ bắt kho cho mấy con quỷ ếch vậy. Ok, trang trí một ít thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho hoa bầu tử lên phía trên. Hơi cao ấy, phải bắt lóc lên. Để như vậy.
Rồi sau đó là để đá củi phủ rêu vô. Ok, mình đã trang trí đá cuội phủ rêu cũng như là hoa bào tử vô. Các bạn nhìn cái lồng nuôi nè, ồ ngập tràn mấy cái hạt hoa bào tử luôn. Axolotl cũng có rồi, bây giờ chỉ thiếu mấy em ếch nữa thôi. Rồi, nguyên gia đình bơi cùng nhau này các bạn thấy không? Rất là thích cái khu vực này luôn. Hình như em ngựa của mình thích ở chung với lại Sniffer mọi người ạ. Nó cứ chui vô cái chuồng này không à. Và để mình, à đây nè, ui may quá, nó mới vừa đào thêm một hạt nữa mọi người ạ. Đây đây đây, sinh sản thêm một trứng nữa nha mọi người. 4 con là đẹp luôn. Hơ hơ. Cái gì? Có cả khán giả đứng xem luôn. Cú đẻ lịch sử là đây. Đẻ được quả trứng cổ đại nên là có khán giả đứng xem mọi người. Mình sẽ áp trứng ở đây ha. Rồi thế là mình đã có thêm một em sniffer nữa. Dạ. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi qua rừng slime lại nha mọi người. Chắc là sẽ thấy được slime, mình tin là vậy. Phải quyết tâm lấy được quả bóng slime về sinh sản trứng thì tập này nó mới suôn sẻ được mọi người ạ. Mình nói với các bạn sao đây ta? Nếu mà mình để như vậy á thì các bạn sẽ bảo là mình cheat các kiểu nè. Đúng không? Thực sự là nãy giờ mình không có bóng quay các bạn à. Oh no. Thật sự là mình quên bóng quay. Các bạn biết mình gặp được cái sự kiện gì không? Mình gặp được vua zombie mọi người à. Nó dẫn nguyên một đám zombie tới tấn công mình luôn. Và đây là số thịt mình nhặt được nè. Rồi bóng nhờn là mình giết con. Chết rồi. 100% các bạn sẽ nói là ổng chết rồi, ổng tắt cái khúc đó. Ổng sẽ nói là mình quên bấm quay cái kiểu đúng không? Các bạn sẽ nói mình vậy. Nhưng mà thật sự là mình giết được hai con slime. Một con slime nhỏ nó cho mình 4 quả bóng nhờn trước. Rồi sau đó là một con slime bự xuất hiện các bạn nha. Đấy, mình giết là được 31, là tổng cộng mình được 35 bóng nhờn. Nhưng mà có vài con bị con Reaper nó nổ chết nữa mọi người ơi. Lúc đó thì quá trời với hoặc bao quay mình luôn. Nhất là cái vụ zombie vua các bạn à. Ở trong đó nó có một con zombie, sau đó là nó gọi bài đàn của nó tới, nó tấn công mình một lúc. Gọi là sự kiện zombie vua á mọi người. Rồi, nghe hấp dẫn đúng không? Nhưng mà mình không có quay cho mọi người xem. Bây giờ thì mình ở đây mình đợi tiếp nha. Đợi slime xuất hiện rồi sau đó mình giết tiếp. Chứ mình giết kiểu này mấy bạn không tin. Ấy, buồn quá à. Cái lúc mà mình cho sniffer ăn sinh sản xong á, mình qua đây mình không có bấm quay. Rồi sau đó mình cứ tưởng là mình đang quay á mọi người. Mình để đó xong mình nói chuyện cái kiểu luôn. Vãi chưởng thiệt. Là cái chỗ này mình giết con slime này. Có một cái vụ nổ Reaper đây nữa. Đây nè mọi người. Đấy, có thịt thối cái kiểu này. Còn dư rất là nhiều luôn. Đấy, vụ nổ Reaper. Nó nổ chết slime ở đây. Rồi slime thì nó xuất hiện ở đây một con này. Con bự nha. Còn cái con nhỏ nó xuất hiện chỗ kia. Lúc đó là trời đang mưa. Không phải là trời trăng khuyết hay là trăng bình thường nha mọi người. Là trời đang mưa luôn. Tụi nó spawn ra bình thường à. Thì mình phải ở đây tiêu diệt thêm slime các bạn mới tin mình được. Chứ nếu mà mình đem bóng slime này về sinh sản ớt á thì các bạn bảo mình hack cheat lấy bóng slime cái kiểu ha. Mình sẽ bấm vô cái chỗ số liệu cho mọi người xem. Đây mọi người ơi, quái vật chắc nhờn. Bạn đã giết 22 quái vật chắc nhờn. Chắc là sẽ có vài bạn bảo là ổng lấy trứng ra, ổng spawn rồi ổng giết ấy. Nên là mình vẫn ở đây mình tiếp tục đợi mấy con slime ra mình giết tiếp. Như vậy mới đáng tin đúng không mọi người? Đó là lỗi lầm của mình. Mình muốn gọi là chuộc lại lỗi lầm. Là lúc đó mình không bấm quay mọi người ạ. May là đây là cái vụ tìm bóng nhờn thôi, nó còn tìm lại được. Chứ cái vụ mà tìm trứng sniffer mà mình bị như vậy á thì chắc ma nó tin mình thật luôn. Cái sự kiện vua zombie á mọi người, lúc đó là có hơn mười mấy con zombie bu mình luôn. Trời ơi, không tin được luôn á mọi người, là cái chỗ đây nè. Các bạn thấy số thịt thối mình lấy được là hiểu rồi đúng không? Một đống zombie lận mọi người ha. Nó bu lại, nó tấn công mình. Thêm 4 con Reaper nữa. Nhưng mà mình giết được 2 con. Nó rơi cho mình 3 thuốc súng. Còn lại là nó nổ chết mấy con slime cái kiểu này. Ok, mình mới tìm hiểu kỹ là mấy con slime á thì nó sẽ xuất hiện nhiều vào ngày trăng tròn mọi người ạ. Còn ngày trăng non thì nó sẽ không xuất hiện nha mọi người. Để coi tối nay trăng gì. Và slime thì nó sinh sản ở khu vực có ánh sáng thấp, là nơi đó sẽ spawn ra slime ha. Mình không biết tại sao tụi ếch lại thích nhảy ở đây nữa. Mình đào hết cái chỗ hắc diện thạch này luôn mọi người ơi. À đúng rồi mọi người, sẵn tiện thì mình cùng các bạn vô lấy thêm cá hề ha. Ui nước spam trồng quá. À đây rồi mấy em cá hề. Cá hề màu xanh này. Lấy 4 con ha mọi người. Ui có cả Nemo luôn nè. Bắt em Nemo này luôn. Ui hệ sinh thái dưới nước này đã đó. À mấy cái thạch nhũ này mọi người. Mà khoan, mình lấy như vậy nó vỡ hết. Mình lấy bằng đồ mại xem. Thôi được nè mọi người. Mấy cái thạch nhũ này về trang trí cho nước nó nhảy xuống đẹp lắm mọi người ạ. À. Ok được 4 thạch nhũ mọi người ạ. 4 cái chúng ta có thể nhăn lên. À không, hình như không nhăn được mọi người ạ. Trời xế chiều rồi.
để coi chăn như nào nha mọi người. Nếu mà lúc đó mình muốn quay nãy giờ mình về mình cho ớt ăn rồi nè, sinh sản ớt cái kiểu rồi ha. Nhưng mà do mình, ui may quá, Minecraft đã giúp mình chứng minh cho các bạn xem là Slam đã xuất hiện. Tại hôm qua mưa các bạn à, không biết là chăn nó như thế nào, mà lần này chăn tròn rồi, tròn xoe luôn mọi người ạ. Ủa tròn chưa, chăn vuông mà. Nhưng mà kệ, chăn này spam Slam chắc luôn 100% nha mọi người. Và tìm chỗ nào đó ánh sáng thấp thì tụi Slam nó sẽ xuất hiện thôi. Nhất là cái khu vực hồi nãy ha, cái khu vực mà mình bảo là mình đã gặp tụi zombie vu ấy mọi người. Đấy, mình nói có sai không? Xuất hiện rồi nè. Nói chung là tìm Slam cũng dễ lắm mọi người, không có gì khó hết. Chỉ là nó ít xuất hiện vào đêm trăng non ấy mọi người. Các bạn biết tại sao vua zombie nó xuất hiện nhiều không? Tại vì mình đã sinh tồn qua 100 ngày rồi mọi người ạ. Cái chế độ nó đang tăng lên ấy, chế độ khó ấy mọi người. Ui rất là nhiều Slam luôn. Rồi, mọi người đã tin mình đã tiêu diệt Slam chưa? Không cheat gì nha. Ai bảo mình cheat nữa thì chịu nha. Mình chỉ muốn chứng minh cho mọi người xem thôi. Mình sợ vài bạn không tin á, bảo mình lúc đó giả đò, tắt vay rồi cheat các kiểu. Không có đâu. Thật sự mình chơi rất là bình thường luôn. Đã chơi sinh tồn rồi, ăn gian làm chi mọi người. Nó không còn hay nữa. Và mình đã không ngủ 3 ngày rồi. Có nghĩa là Phantom nó sắp xuất hiện rồi á. Mình chỉ cần giết nó lấy màn da Phantom thôi ha. Và ok, mình đã trở về nhà rồi đây. Mình sẽ dẫn hai mớt này ra phía hồ cho tụi nó sinh sản. Ô, Phantom xuất hiện rồi. Ui da, lâu lắm mới thấy lại Phantom mọi người. Con này mình phải tiêu diệt nó bằng kiếm nha mọi người, cho nó rơi nhiều hơn. Nhưng mà nó rơi có một mảnh nè. Không sao, mình vẫn có thể chờ đợi tiếp. Một mảnh đỡ một mảnh. Một mảnh này là làm được 3 lọ rồi. Đầy đồ quá. Mấy quỷ ếch đợi một tí nha. Mình đem mấy cái thạch nhũ này vô mình trang trí cái hồ đã. Mình sẽ gắm vô trong cái hang này. Đấy, để nước nó nhỉ xuống mọi người. Sau đó mình sẽ dắt hai mớt này ra bờ hồ sinh sản. Ui nó bắn ếch của mình. No. Con quỷ này. Ờ thêm một con quỷ khác tới nữa. Hai con quỷ ngu. Rồi bây giờ mình sẽ sinh sản ếch bằng bóng nhờn Slam. Nhảy đâu xa vậy man hai? Thấy gần nào? Các bạn thấy chưa? Nó đang le lưỡi ra, nó thèm ăn bóng nhờn của mình đó mọi người. Ôi, đây là tình yêu đích thực nè mọi người. Ủa sao lâu vậy? À đây rồi, hình như có thành tích nên lấy trứng ớt thì phải á. Nó nằm bên nông nghiệp. Bắt một con nòng nọc à, bắt nòng nọc mọi người à. Buộc dây tất cả loài ếch. Vậy là mình chỉ còn thiếu ếch màu xanh thôi. Ếch màu xanh thì mình đem qua bên cái vùng sa mạc mình nuôi ha. Nuôi khi nào lớn thì mình đem về. Ok, đã lôi vô nha mọi người. Tháo dây ra này. Rồi, thoải mái, vui chơi trong này nha. Ok, tập hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Mình đã sinh sản được ớt này, Axolotl này, tiêu diệt Phantom này. Rồi khám phá khu loot kép cho mọi người xem này. Chỉ là tập hôm nay mình không khám phá được cái khu gì mới á mọi người. Tập sau chắc là mình khám phá khu đó ha. Và tập sau các bạn muốn làm gì á thì nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.